Kính thưa quý vị, Công Thành. Cảm tạ tất cả quý vị đã chờ đón tới giờ này. Miền Đông bây giờ gần 10 giờ đêm. Xin cảm ơn quý vị. Và kính thưa quý vị, để Thành có một vài câu để Thành xin được đọc ngay bây giờ, gửi lời thăm mọi người trên chương trình hôm nay. Đây là của chị Vân ở Dallas. Nghe cô Trang Thanh Lan hát bài Sài Gòn nắng nhớ mưa thương. Dạ, cái CD mới của em đó thưa anh. Được, là cái, chứ không phải cái bài Sài Gòn. Dạ, bài Sài Gòn nắng nhớ mưa thương. À, có không? Dạ, có. Mọi lần nghe cô hát bài đó là con nhớ Sài Gòn lắm. Dạ. Hôm nay cô hát bài đó được không? Câu, làm liền. Sài Gòn công viên âm thầm nắng nhớ mưa thương. Hàng cây nghiêng buồn ghế đã cô đơn. Úi giời, nhớ Sài Gòn kìa. Rồi, lời thăm cô Băng Châu, đó là của Vân ở Dallas. Anh Kenny Washington, chị Băng Châu có thể hát bài Chiều Thương Đô Thị được không? Hôm xưa tay nắm tay nhau, anh hỏi tôi rằng những gì trong đời ta ghi sâu vào tâm tư. Không gian theo cùng hư vô, không theo tháng năm phai mờ, tình nào tha thiết anh thương. Quý vị có thấy không? Những ca sĩ pro như thế này vừa mới búng tay một cái là mình làm liền. Làm liền. Chúc quý vị ai cũng trẻ đẹp và vui vẻ. Tôi rất thích giọng ca của chị Băng Châu, đó là anh Kenny, chị Thúy ở New York. Cả nhà 6 người đang ngồi xem chương trình. Chú Công Thành hôm nay rất đẹp trai. Nữa. Em ơi. Ca sĩ Trang Thanh Lan có thể hát bài Sài Gòn nắng nhớ mưa thương. Dạ vừa mới dạ, hát vừa rồi ạ. Để tặng cho mẹ em vì mẹ em rất thích giọng của cô lắm. Cô Trang Thanh Lan có thể nói hello với mẹ em tên Tammy. Hello Tammy. Hello Tammy. Yeah, cảm ơn cô. Cô Thúy Hạnh, Florida. Công Thành đẹp trai. Nữa. anh Thành hôm nay trúng số rồi. Anh ngày nào anh cũng được trúng số. Không, em nghĩ là hôm rồi. Nay. Này. Anh cho em biết kiến. Anh nhờ anh ngồi gần em, chị Băng Châu mới thấy đúng anh đẹp. Đúng có thể. Ngồi lại gần hai em là phải lưu đi chứ. Hôm nay anh đánh đàn tên gì mà đẹp trai quá. Đứng lên. Đứng chào. Nên sửa. Anh có dạ, thể mình nhìn thẳng vào tivi và cười một cái tặng cho Hạnh được không? Wow. Hello Hạnh đi. Hello Hạnh. Yeah. Gửi lời hỏi thăm hai ca sĩ đẹp Trang Thanh Lan và Băng Châu. Trang Thanh Lan có thể hát tặng bài Anh Là Lính Đa Tình được không? Anh là lính đa tình, tình anh là tình lính, tình đang sóng rất nặng, lính đa tình, tình hai cô ôm mộng. Tình quá hay luôn. Là tình lính, tình mong lính đa tình. Hát hai câu cũng được, mình hát ba bốn câu rồi. Hôm nay có Băng Châu, Trang Thanh Lan mà thiếu anh Ngọc Triệu. Ngày mai sẽ có anh Ngọc Triệu. À nhưng mà này, nhưng không sao, ngày mai sẽ được gặp trong chương trình Real Life, Real People. Dạ, cảm ơn. Chú Bình ở Georgia gửi lời thăm quý vị trên đài. Anh Công Thành hát Happy Birthday cho cháu Phương Vi. Dạ, Phương Vi chưa có. Một lát nữa Thành sẽ hát cho cháu Phương Vi. Và kính thưa quý vị, gửi lời thăm hai ca sĩ đẹp và hát hay nữa. Đứng lên nữa, trời ơi. Trời, đứng lên nữa. Cái show này nó lạ lắm, em cứ mỗi lần mà khen đẹp là phải đứng lên. Chú Ngọc Quý, California, ca sĩ Băng Châu có thể hát những bài Những Đóa Mắt Hỏa Châu. Rồi, làm liền. Có những đêm dài anh ngồi nhìn hoa châu rơi, nghe vùng tâm tư cháy đỏ xoay ngang lưng trời. Chịu không nổi. Ôi,
Tôi rất mê giọng ca của Băng Châu từ lúc trẻ. Đó là ai? Chú Ngọc Quý, chú chị Xuân ở Texas, ca sĩ Băng Châu có thể hát bài Chuyện Tình Không Suy Tư không? Tình yêu mới vừa hôm qua mà nay mắt trong mắt cay. Rồi. Và bài Nhật Ký Hai Chúng Mình. Thức trắng đêm nay ghép lại nhật ký của hai đứa. Wow. Unbelievable. Cô Thi ở Texas gửi lời chào quý vị hôm nay và gửi lời chào đến ông bà chủ Bruce Trần. Anh đánh đàn đẹp trai quá, đứng lên. Wow. Đó. À, tên là anh Nguyễn Niên. Niên. Anh Niên mà đang cái gì? Đang bị gì? Niên sữa. Không, đang bị keng thẻn cua. Chị Phương Anh Kentucky nhờ anh Công Thành hát Happy Birthday cho Jenny 14 tuổi. Jenny 14 tuổi ghi vô Happy Birthday Jenny. Tôi thích chương trình của anh lắm, tuần nào cũng hay hết. Hai ca sĩ hôm nay ai cũng đẹp và hát hay đấy. I love you. Cô Hương Nguyễn ở Georgia, show hay quá, tôi thích quá. Hôm nay hai ca sĩ mặc áo dài rất là đẹp. Ca sĩ Trang Thanh Lan có thể hát bài Sài Gòn Nắng Nhớ Mưa Thương. Dạ vừa mới hát rồi. Dạ vừa hát rồi thưa chị. Cô cũng là cô Hương. Dạ, cô Út Quân Mississippi. Tháng này có hai cháu nội Ricky Bùi và Randy Bùi. Ricky tháng 10 lạnh đẻ dữ. Và Randy sao? Mà sao? Đẻ cùng ngày không ạ? Dạ một lát nữa sẽ hát Happy Birthday chị Hạnh Maryland. Tôi thích chương trình lắm. Anh Công Thành có nhờ ca sĩ hôm nay hát bài Vòng Tay Nào Cho Em được không? Không. Ngơ ngác quá. Không ai biết là vòng biết tay nào cho tay em nào cả. Cho anh. Sorry chị Hạnh, chú Đức Illinois. Chương trình hôm nay hay quá trời đất. Hấp dẫn, nghệ sĩ và ban nhạc rất vui. Trang Thanh Lan và Băng Châu nói chuyện rất dễ thương và vui nữa. Đứng chương vậy. Trình phải đứng có vậy. Đấy. Chương trình phải có trên đài vì quá hay, hấp dẫn, lôi cuốn lắm. Tuần nào cũng coi và thích lắm. Cảm ơn chú Đức. Cô Hảo, Illinois, gia đình tôi 8 người đang coi chương trình. Trang Thanh Lan có thể hát một đoạn cải lương được không về mẹ? Em hát cho anh đúng một câu nhé, hết giờ. Em hát mẹ hả? Để Băng Châu. Dạ, em muốn chuẩn bị bài mẹ, chị Băng Châu hát bài mẹ. À, Băng Châu. Mẹ ơi, ở nơi đây cũng trời, cũng mây, cũng nước. Nhưng thiếu lá trầu xanh và vườn cau trăng dưới một mái tranh. Hay quá. Quá hay. Cô Hảo Illinois. Cô Ngọc Utah, cảm ơn đài VHN có chương trình rất là hay, Công Thành Show. Cô Trang Thanh Lan ơi, tóc cô rất là đẹp. Đó. Xin hỏi tóc cô hay nếu là tóc thật, xin hỏi cô bí quyết nào mà giữ tóc đẹp và nhiều như vậy? Em phải trả lời dạ, câu này. Dạ thưa, tóc em là tóc thiệt đó. Tóc thiệt. Đây dạ. Này là thằng nắm thằng giật thử dạ, nhé. Dạ. Tóc em là tóc thiệt. Cảm ơn chị đã. Em phải nói là ai làm cho em? Dạ đó là con trai của Trang Thái Lan, đó là Quốc Anh làm cho Trang Thái Lan. Quốc Anh mà Quốc Anh quân xì chứ mà Quốc Anh đen nha thưa quý vị. À, Băng Châu xin phép. Là tóc của Băng Châu là cũng do Quốc Anh là cắt tóc. Đó. Là con trai của Trang Lan. Bác Nancy Texas cho show Công Thành hôm nay. Bác rất thích hai cô ca sĩ ngày hôm nay đẹp. Đứng nữa. Và nói chuyện có duyên và vui quá trời. Cô thích lắm. Mà chú Công Thành đẹp trai quá. Chị Thu ở New Mexico. Hôm nay chương trình rất là hay. Hôm nay ai nói chuyện cũng vui hết. Chị rất thích hai cô ca sĩ ngày hôm nay. Anh đứng đánh nhạc cũng đẹp trai nữa. Đứng lên. Chương trình rất là hấp dẫn. Chị Vi Pennsylvania, gia đình 4 người coi chương trình Công Thành. Gửi lời chào mọi người. Em Thảo Bình 5 tuổi. Hỏi bác Công Thành là anh Ngữa Sữa đi đâu mà sao không thấy. Anh Ngữa Sữa đi Việt Nam sắp trở về. Đi kiếm sữa. Yes. Có thể ca bài Chuyến Bay Đêm. Dạ thưa hết giờ.
Thấy chị Thanh Trang Thanh Lan và Băng Châu nhớ anh Ngọc Triệu quá. Hai chị càng ngày càng đẹp và trẻ ra. Và kính thưa quý vị, cho anh Tâm La cầm micro ba người mình. Mình ngồi xuống, ngồi xuống. Ad lib nha. Tâm La. Happy birthday. Anh bắt tông nó mình anh hát đi. To you thôi. To you. Happy birthday. To you. Happy birthday. Dear tôn nữ Lily, Trâm Tina, Xuân Diệm, Cẩm Tú, Vân Thi, Hoàng Phương Vi, Jenny, Ricky và Randy. Happy birthday to you. Theo dõi của tất cả quý vị ngày hôm nay và xin hẹn là gặp lại tất cả quý vị vào tối thứ tư tuần sau.